Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu mưa lớn trong những tuần gần đây, gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực. Theo chu kỳ thời tiết hàng năm, mùa lũ tại Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6 và các khu dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lại ngày càng dữ dội và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây. Mực nước tại một số con sông hiện nay thậm chí đạt mức kỷ lục trong 60 đến 100 năm. Trung Quốc cũng đang chuẩn bị các phương án phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai sau khi dự báo cho thấy nước này sẽ phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa trong mùa mưa lũ năm nay. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lở đất, lũ lụt kỷ lục trong 100 năm hình thành ở miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, lưu lượng nước ở hạ nguồn sông Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông đạt 20.000 mét khối mỗi giây, mức kỷ lục trong vòng 100 năm qua. Tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lũ cao nhất với gần 480.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên đến 255 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt tại tỉnh Quảng Đông dự báo là sẽ vượt trận lũ lịch sử vào năm 1915. Có tỉnh Giang Tây gây thiệt hại lớn 70 triệu đô la Mỹ. Tại lưu vực sông Châu Giang, qua các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 100 con sông đều vượt mức báo động, có nơi mực nước vượt ngưỡng gần 10 mét. Từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã phải trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng. Những nơi như tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, lượng mưa lên đến 621 mm, cao nhất trong hơn 60 năm qua. Một trận lở đất vừa ập đến tại một ngôi làng ở thành phố Trùng Khánh khiến 5 người mất tích. Trước mắt, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho công tác lũ lụt khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam. Cơ quan chức năng Trung Quốc dự báo cho năm nay, mưa lũ, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn. Chính phủ nước này chỉ đạo các địa phương hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Hơn 100 con sông đang báo động lũ miền Nam Trung Quốc nín thở. Thưa quý vị, lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía Nam của Trung Quốc khi mưa lớn đầy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 mét khối trên giây, mực nước đo được cao nhất từ trước đến nay. China News đưa tin hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người được sơ tán. Theo truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiểu Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức của tỉnh Quảng Đông phải nâng cao cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập kỷ lục vào cuối tháng 5. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía Đông Nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết là khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế là 70,2 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết là tỉnh đã hứng chịu thiệt hại ước tính là khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo rằng tình hình có thể là sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày sắp tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao trên khắp miền Nam của Trung Quốc. Nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực của sông Châu Giang. Ở địa phương các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới là gần 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621 mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Trung Quốc triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt kỷ lục. Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Quy định này được đưa ra tại hội nghị Quốc vụ viện do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Khắc Cường cho biết năm nay lũ lụt đến sớm ở miền Nam Trung Quốc cần phải duy trì mực nước an toàn trên các con sông và đập nước lớn trong mùa mưa lũ và đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Tại các khu vực phía Nam cũng nên chuẩn bị các phương án dự phòng và khắc phục, cũng như làm giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Dự báo cho thấy các hiện tượng thời tiết tương đối khắc nghiệt hơn là mùa mưa lũ năm nay và khu vực có mưa lớn gần đây đã hướng dẫn lên phía Bắc. Hội nghị nhấn mạnh tính cấp thiết phải tăng cường trách nhiệm cải thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời là duy trì nỗ lực phòng chống bão, lũ và giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình ổn định sản xuất lương thực và thông qua bước tiếp theo để đảm bảo một vụ mùa bội thu cho cả năm. Nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc dự kiến là ghi nhận mỗi trận lũ lịch sử khi mưa lớn đầy mực nước ở vùng Châu Thổ Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Hàng trăm nghìn người đã phải được sơ tán khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có tỉnh Quảng Đông. Một ngày trước đó, nhà chức trách đã đưa ra mức cảnh báo lũ lụt cao nhất đối với lưu vực sông Châu Giang, đồng thời cho biết mực nước tại một số nơi đã vượt quá mức cao kỷ lục trong lịch sử và thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông sẽ bị ảnh hưởng xấu. Chính quyền tỉnh Quảng Đông vừa qua cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán và thiệt hại ước tính đã lên tới 1,7 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các số liệu chính thức cho biết tổng cộng 480.000 người đã bị ảnh hưởng của mùa mưa lũ. Trong tháng 6 này, các vùng khác ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Tây, cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kỷ lục, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Theo đề nghị của Cơ quan Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ, Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng với Cục Dự trữ Vật tư và Lương thực Quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 180 thiết bị cứu sinh, 119 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với Cơ quan Khí tượng Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở khu vực lưu vực sông Châu Giang cũng như là khu vực trung và hạ lưu của sông Trường Giang. Trái ngược miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đối mặt với siêu nắng nóng. Sina cho biết các đợt nắng nóng đang hoành hành ở miền Bắc Trung Quốc, nhiệt độ ở một số tỉnh phía Bắc đạt mức cao rất cao, trong đó có Tế Nam là 40 độ C và Trịnh Châu là 38 độ C. Nhiệt độ bề mặt còn nóng hơn nữa. Mạng thời tiết Trung Quốc cho biết là nhiệt độ bề mặt ở các khu vực của Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, An Huy, Ninh Hạ, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông và những nơi khác đã vượt qua kỷ lục nhiều năm. Ở mặt đất nóng lên đến nỗi là những mặt đường bằng xi măng đã vỡ ra, một số đoạn đường cảnh tượng nứt vỡ giống như là vừa xảy ra động đất. Sina chỉ dẫn dự báo thời tiết cho biết là thời tiết ở miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục ở nhiệt độ cao thường xuyên, nhiều nơi có thể là lên tới 40 độ C. Sự xuất hiện cùng lúc cả mưa lớn kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy mạnh bất thường khiến nhiều thành phố ở miền Nam Trung Quốc thiệt hại nặng nề. Hàng triệu người dân ở khu vực này đã phải di rời và chịu thiệt hại về tài sản do thiên tai. Theo Reuters, biến đổi khí hậu đang mang đến những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái cũng như là ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, chính phủ Trung Quốc báo cáo. Thưa quý vị, trận mưa xối xả ở Tây Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm phần phía Nam của Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Long Trào, Tứ Xuyên, Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu và Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, đặc biệt là mưa xối xả xảy ra ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến ngày Chủ nhật vừa qua, trên cả nước đã có 46 người thiệt mạng và 166 người mất tích do lũ lụt do mưa lớn. 6,749 triệu người ở 284 quận huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 7 đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh của Trung Quốc và khiến hơn 6 triệu người bị ảnh hưởng. Trong số đó, thiên tai nghiêm trọng nhất ở khu vực Tây Nam, nơi có lượng mưa lớn nhất trong 50 năm. Từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ hai, lượng mưa 940mm đã được đo ở Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, lớn nhất kể từ năm 1954. Mưa lớn không chỉ gây lũ lụt nghiêm trọng
phá hủy nhà cửa và cầu cống mà còn gây ra nhiều trận lở đất chôn vùi hàng chục nghìn người. Vùng núi Tứ Xuyên bị thiệt hại nặng nề nhất, Quất Sơn, quận lỵ cũ của quận Bắc Xuyên đã bị bỏ hoang do trận động đất ở Vân Xuyên. Thị trấn ban đầu được lên kế hoạch làm nơi tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và bảo tàng địa điểm động đất quốc gia Bắc Xuyên đã được xây dựng. Thị trấn bị nhấn chìm trong 7 mét nước do hậu quả của trận mưa xối xả, với lưu lượng lũ lên tới 6.600 mét khối mỗi giây, lưu lượng lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1954. Vào ngày thứ hai, một cây cầu bắc qua sông Thông Khẩu bị sập, 6 phương tiện rơi xuống sông và ít nhất 12 người mất tích. Cây cầu bị hư hại do trận động đất và chỉ mới được sửa chữa và đưa vào sử dụng vài ngày trước. Hai cây cầu khác bị sập ở tỉnh Tứ Xuyên nhưng không có báo cáo về thương vong. Tại thành phố Đô Giang Yển, lở đất quét qua 2 km2 chôn vùi 11 ngôi nhà dân cư và nhiều biệt thự nghỉ dưỡng. Tính đến đầu ngày thứ tư, 16 người thiệt mạng và 117 người mất tích. Do đường dây điện thoại bị cắt, những người sống sót phải đi bộ đến các văn phòng chính phủ gần đó để được giúp đỡ. Sau đó, vào ngày thứ ba, một trận lở bùn khác đã khiến khoảng 2.000 người mắc kẹt trong đường hầm Đô Giang Yển, Văn Xuyên. Tính đến tối ngày thứ ba, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tại A3, lở đất làm 3 người chết và 12 người mất tích. Mưa lớn đã buộc hơn 220.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán và phá hủy khoảng 300 tòa nhà dân cư. Tính đến ngày thứ tư, 31 người ở Tứ Xuyên được xác nhận đã chết và 166 người mất tích. Tại Tùy Giang, Vân Nam, mưa lớn đã giết chết 4 người, phá hủy 5.280 ngôi nhà và đóng cửa trường học ở các vùng nông thôn. Hôm thứ Hai, một tòa nhà công nghiệp và khai thác mỏ xây dựng Sở Giang đã bị sập ở Soyang, Sơn Tây, khiến 12 công nhân nhập cư thiệt mạng. 3 người chết đuối bên ngoài thủ đô Bắc Kinh do bị mắc kẹt trong ô tô và những người khác cũng thiệt mạng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Nội Mông Cổ và Cam Túc. Hôm thứ Tư, theo thống kê chính thức, trận mưa xối xả đã khiến 46 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, thêm 60 người mất tích ở Tứ Xuyên. Vào rạng sáng ngày hôm qua, một trận mưa lớn nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Thạch Miên, thành phố Nha An, khiến giao thông, điện và liên lạc bị gián đoạn nhiều nơi. Nhiều ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, nhưng cho đến nay không có tin tức về thương vong. Thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.